Phương Nghi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Network và chào mừng quý vị đã đến với chương trình Những Món Chay Ngon cùng với cô Bích Thủy ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay trong tiết trời mùa hè oi ả thì có lẽ như là một món súp lạnh sẽ làm dịu đi cũng như là làm cho tâm hồn của mình thật sự là tươi mát. Và thưa quý vị, nếu mà nói về món súp lạnh cũng như là một cái món ăn chay rất là thích hợp cho mùa hè của ngày hôm nay thì lời đầu tiên thì có lẽ là phải để cho cô Bích Thủy chia sẻ với quý vị khán thính giả. Bích Thủy xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network đã đến chương trình Những Món Chay Ngon của Bích Thủy. Xin kính chào quý vị. Để trả lời Khuyên Nghi thì hôm nay mùa hè ôi ả nóng bức. Dạ đúng thì, rồi. Cô nghĩ mình ăn những món súp nóng rất là nóng sẽ đổ mồ hôi. Dạ chắc chắn. Thành ra cô nghĩ những cái món súp mà loại lạnh ăn cũng rất là ngon mà cũng không thua gì những cái món súp nóng, nhưng mà nó cũng rất là healthy và bổ dưỡng. Thì cô nghĩ cái món súp này là có thể mình làm sẵn, mình đi chơi outside picnic để mình theo ăn cũng được. Không cần phải mà không nóng lại. Wow, sao nghe súp lạnh thì lúc đầu là Khuyên Nghi nghĩ là tại sao cô Bích Thủy lại nói là không cần phải hâm nóng, trong khi nếu mà mình đi một cái đường dài như vậy thì khá là nóng. Rồi Khuyên Nghi cũng khá là thắc mắc, chẳng hạn như là súp lạnh có phải là súp của Bích Thủy đã nấu nóng rồi cho vào tủ lạnh cho nên gọi là súp lạnh hay không? Thưa không phải. Cái món súp này đó là nó đặc biệt là mình làm từ những cái củ quả trái cây ra. Ví dụ như là mình làm củ dưa leo, mình làm trái bơ, mình làm cà, mình làm bom, tùy theo cái người thích mình muốn làm theo những loại súp lạnh gì. Thì hôm nay đó thì Bích Thủy sẽ làm cái món súp này gọi là món dưa leo súp với lại apple, trái táo và trái bơ. Wow. Đó thì ba thứ này mình trộn với nhau. Thì ở đây đó thì Bích Thủy đã cắt sẵn bông nhỏ ra từng viên nhỏ, và đây là dưa leo Bích Thủy đã cắt sẵn ra. Cái này mình để sẵn cho thấy thì bây giờ đó là đây là một trái bơ. Thì khi nào mình làm thì mình mới cắt, tại vì cô không muốn cắt sớm á, nó sẽ bị màu, nó đổi ra màu nâu. Dạ đúng rồi. Thì không còn ngon nữa. Dạ. Thì cái bước thứ nhất á, thì Bích Thủy sẽ hướng dẫn thêm cho quý vị thấy là một trái dưa leo. Mình chỉ cần một trái dưa leo, một trái táo và một cái củ này là đủ một món súp cho mình hôm nay. Trái bơ. Và cái món cà này đó thì mình muốn cho vô cũng được, nhưng mà Bích Thủy không có muốn cho cà vô đây. Bích Thủy chỉ muốn cà để mình làm cá nịch thôi. Và cái quan trọng đó thì mình có cho những cái vỏ lemon, mình grate nó. Dạ. Thì cái mùi của lemon này, cái salam chứ, cái chanh. Dạ, cái chanh. Thì nó rất là, cái vị nó sẽ rất là lạ. Thì sau khi làm xong thì để Khuyên Nghi thử rồi Khuyên Nghi cho quý vị biết sao. Dạ. Thì trước hết đó thì Bích Thủy sẽ cắt ra. Cái này là bước đầu tiên Bích Thủy chỉ cho quý vị với Khuyên Nghi biết là làm thế nào, tại vì Bích Thủy làm sẵn thì Khuyên Nghi không biết. Dạ, dạ đúng rồi. Thì thường thường súp lạnh thì mình phải sửa soạn trước để cho mình để tủ lạnh cho nó lạnh. Dạ. Rồi sau đó thì mình mới blender. Thì nếu mình có cái máy blender á, Ninja, thì mình làm nó lẹ lắm, nhưng mà Bích Thủy không có cái máy đó, thì Bích Thủy xài một cái máy tay cầm này. Dạ. Cũng rất là nhuyễn. Dạ. Thì trước hết thì mình cạo vỏ như này. Thì khi mình làm những cái này đó thì mình có một cái thau nước. Dạ, nước đá. Dạ. Để khi mà mình bỏ vào mình ngâm cho nó tươi lạnh, cho cái độ ăn cho nó thêm phần nó fresh, dạ, nó mới hơn. Dạ. Đó. Thì bây giờ là cô sẽ bào đi cái vỏ. Quý nghe có thể dùng cà, có thể dùng asparagus, có thể dùng tất cả những cái thứ mà mình có thể làm súp lạnh được. Dạ. Thì hôm nay cô mới nghĩ ra cái món súp này. Dạ. Thì cô mới táo thì mình phải bào, mình cũng phải bào vỏ. Dạ. Rồi sau đó thì mình mới bỏ vô trong cái nước đá lạnh. Dạ. Đó. Thì cái này là cái phần đầu cô chỉ Bích Thủy và quý vị đó, mình bỏ vào đây. Dạ. Và mình cũng lấy miếng chanh. Dạ. Đó, mình cắt nó ra để mình nặn cho cái đừng có bị đen. Nó bị brown với cô biết không? Dạ. Mình nặn vào. Cái phần này là nếu mình muốn cho cái trái táo và cái dưa leo không bị vàng mà bị brown đó, thì mình cho chanh vào rồi nước đá thì mình ngâm. Thì cái recipe này đó thì mình làm một trái bơm, một trái dưa leo và một trái bơ. Và sau đó thì những gia vị mình cần vô đây
là mình cho dầu với lại tiêu với lại muối. À, dạ. Bào tất cả cái vỏ của dưa leo, dạ. Cái vỏ của trái táo, dạ. Rồi mình để qua phơi nước đá lạnh, mình ngâm với muối với lại chanh, miếng chanh, dạ. Cho không trắng thì như Khuê Nhi đã thấy. Thì bây giờ là mình để qua một bên, dạ. Cái này là cô làm cho quý vị với lại Khuê Nhi thấy thôi. Cái này mình không có xài tới, dạ. Rồi đây là những cái cô đã làm sẵn, cũng y như nó mà cô đã làm sẵn, dạ. Còn cái trái này đó thì cô không muốn cắt sớm. Mình cắt sớm đó, nó sẽ bị nó đổi màu đi đó, dạ. Thì bây giờ cái phần cuối cùng của mình là chỉ mình đổ vào là mình chỉ blend rồi đó thôi, dạ. Đó thì bây giờ là cô sẽ bỏ hết tất cả. Và đây là dưa leo. Đó, rồi mình cũng cắt nhỏ ra. Dạ. Đây, tất cả mọi thứ đều vô trong đây. Rồi đây là một muỗng half teaspoon muối. Dạ. Mình cho vào. Rồi đây là dầu. Dạ. Muốn cái dầu này thì mình cho một tablespoon. Dạ. Mà dầu này dầu olive oil, dạ. Dầu olive, rồi. Rồi bắt đầu bây giờ là mình sẽ lấy cái máy này mình đánh thôi. Dạ. Đó, bây giờ khi mình đánh từ từ mình đổ nước vào. Dạ, đây con giúp. Đây lượng nước rồi, Phương Nghi, dạ. Cho nước vào cho cô đi. Dạ. Cứ cho vô, từ từ, rồi. Bắt đầu cô mới đánh. Từ từ. Đây Khuê Nghi coi, nó đã súp ra thành nhuyễn đó. Thì cái món súp này đã xong như vậy, yeah. Và sau đó đó thì cái tiêu này đó, mình thích ăn thì mình bỏ vào cho có tiêu, mm. Hay hoặc là mình bỏ thêm chanh nếu ý mình muốn, yeah. Nhưng mà phải có chanh, à. Đó. Thì Bích Thủy sẽ nặn chanh vào. Thì cái chanh này đó là mình cắt chừng khoảng một miếng bé lớn như vậy. Thì khoảng chừng một half teaspoon. Đây, thì cái nặng vô, cho nó vô đây. Dạ. Chừng half teaspoon, bỏ vào. Nếu mà quý vị mà nếm thử mà thích ăn hơi chua đó, cái vị chua thì mình nặng thêm. Còn nếu không thì mình chỉ cần nữa là một half teaspoon là đủ rồi. Ồ. Nó quậy đều lên. Và muốn nó cay cay thì mình có thể bỏ tabasco sauce vô. Và sau khi mình đã làm xong xoay nhuyễn như vậy rồi tới quý vị, thì mình bỏ vào tủ lạnh khoảng chừng nửa tiếng, hàng tiếng. Nó, dạ. Lạnh rồi bắt đầu mình ăn thôi. Oh. Thì bây giờ Bích Thủy đã quay và đã làm cho quý vị thấy. Thì cái món này mình chỉ ăn liền được, mình bỏ tủ lạnh. Thì Bích Thủy đã làm sẵn một cái bát như vậy để lạnh. Bích Thủy sẽ lấy cho quý vị thấy. Dạ. Dạ thưa cô, như vậy là con thấy là sau khi mà mình cho súp vào trong tủ lạnh một thời gian, thì có lẽ như là súp của mình nó đặc lại một chút xíu phải không cô? Đúng, và nó phải lạnh như vậy nè, thì gọi là súp lạnh. Dạ, wow. Đó. Thì mọi thứ đã xong, thì bây giờ là như quý vị thấy hồi nãy đó là Bích Thủy làm, bây giờ nó ra một tô súp mà rất là lạnh và mịn màng như vậy. Đó, mà màu xanh rất là đẹp. Dạ. Đó, rồi bây giờ để cô múc ra cái chén ha. Lần đầu tiên Khuê Nghi thấy cái món súp hay lạ phải không? Dạ đúng rồi, rất là lạ. Thử cái món súp này tại vì không biết là mùi vị sẽ ra sao. Đây là lần đầu tiên mà Khuê Nghi thấy là một món súp mà làm từ rau củ. Rồi mình cũng không có cần phải nấu trên bếp, mà mình chỉ cần chuẩn bị những cái khâu chuẩn bị rất là đơn giản. Và sau đó là mình chỉ cần cho vào tủ lạnh và mình chuẩn bị dùng bữa thôi thưa quý vị. Rồi, bây giờ Khuê Nghi có thể là cho tiêu lên, thứ Khuê Nghi muốn. Dạ. Rồi.
Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy là sau khi mà loay hoay một hồi thì món súp lạnh của mình cũng đã ra đời. Và đây là thành phẩm thưa quý vị. Và như vậy thì quý vị cũng thấy là với những cái khâu chuẩn bị cũng như là rất là đơn giản, với dưa leo, với chanh nè quý vị, rồi với bơ và cả những nguyên vật liệu khác nữa, thì chúng ta đã hoàn thành xong cái món súp lạnh rất là đặc biệt mà có nguồn gốc xuất xứ từ nước Pháp thưa quý vị. Một lần nữa thì Quy Nghi rất cảm ơn sự hiện diện của cô Bích Thủy ngày hôm nay để cho ra đời một món ăn thật ngon, thật hấp dẫn và thật mới. Rồi, Bích Thủy cũng cảm ơn Quy Nghi đã cùng Bích Thủy chia sẻ ngày hôm nay. Và Bích Thủy hy vọng rằng là cái món ăn này sẽ đem lại cho quý vị một cái không khí mới, không khí mới đổi mới dạ. Và có thể làm thử, có thể làm mình làm cà cũng được, hay hoặc là mình làm thêm một cái trái loại trái những cái trái cây đó dạ. Như là strawberry hay hoặc là trái blueberry hay hoặc là những cái trái khai cái gọi là melon, cantaloupe, đều làm được món súp lạnh đó quý vị. Quý vị sẽ thử xem. Còn cái món chanh đó thì mình nặng, thế nhưng người thích ăn chua thì nặng thêm, còn không thích ăn chua thì nặng vừa phải thôi. Dạ vâng, thưa quý vị khán thính giả, như vậy là với thật là nhiều những rau củ khác nhau, chúng ta có thể nghĩ ra một cái món súp lạnh mà không cần phải theo công thức này, mà có ngay sẵn trong tủ lạnh hiện giờ trong nhà của quý vị. Quý vị còn không nhanh chân mà chuẩn bị làm cho gia đình một món ăn thật là ngon cho một cái bữa, cho một bữa của một ngày mới. Và nhân dịp ngày hôm nay thì Khuê Nghi rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình Những Món Chay Ngon cùng với cô Bích Thủy ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc.